Mau treo bức tranh này lên. Sửa lại cái này ngay. Tranh thủ đi, chương trình sắp bắt đầu rồi. Nè, điều chỉnh ánh sáng một chút. Nhanh lên mọi người. Tiểu Phi, chị Hinh, kịch bản của tôi đâu? Hôm nay gấp quá, chị Hinh có một bản. Hay là chị với chị Duy xem chung đi. Xin lỗi chị. Đưa tôi xem một lát được không? Đợi một lát, tôi sắp xong rồi. Sắp bắt đầu rồi, vào vị trí đi. Tiểu Phi nhanh lên. Tất cả vào vị trí nhanh lên. Hôn nhân gia đình kỳ 14. Khách mời kỳ này Tống Phương. Hòa giải tranh chấp nhiều gia đình, xây dựng xã hội hòa bình, hòa giải mâu thuẫn và tranh chấp tình cảm. Hôn nhân gia đình bắt đầu từ đây. Chào các bạn, chào mừng đón xem Hôn nhân gia đình hôm nay. Tôi là người dẫn chương trình Hôn nhân gia đình, Hạ Nhụy. Tôi là Lương Hinh. Chào mừng chị Lương Hinh về với đại gia đình của chúng ta. Kể từ hôm nay, Hôn nhân gia đình sẽ do tôi và chị Lương Hinh cùng hướng dẫn chương trình. Hôm nay Tiểu Phương, khách mời của chúng tôi, đã yêu một người nợ nần chồng chất. Người đàn ông này còn vì khoản nợ mà mất đi công việc chính quy của mình. Người nhà và bạn bè đều phản đối họ tới với nhau. Các người đàn ông này cũng không muốn liên lụy Tiểu Phương, hy vọng cô tìm một người tốt hơn. Nhưng mà Tiểu Phương không muốn bỏ cuộc, cho nên đã tới chương trình chúng tôi, tìm chúng tôi giúp đỡ. Mời Tiểu Phương bước lên sân khấu. Cô Hạ Nhụy này kỳ quá, không cho Lương Hinh nói chuyện luôn. Thì đó, tức ghê. Chào chị. Bà, hôm đó Lương Hinh tới phòng tranh của con. Con thấy người thật rồi, rất dễ gần gũi, lại dễ thương, và lại cũng rất đẹp. Thật sao? Dạ thật. Con có nói với cô ấy ba là fan hâm mộ của cô ấy không? Dạ có nói chứ. Con nói cả nhà chúng ta rất thích xem chương trình của cô ấy. Đúng vậy. Lần này ha, cô ấy tới phòng tranh của con, con nhớ điện cho ba. Ba tới gặp cô ấy. Dạ được. Không được. Tiểu Phương, cô có bao giờ nghĩ nếu cả thế giới đều phản đối mối tình của cô, có lẽ bản thân mối tình này đã xuất hiện vấn đề không? Tôi không cảm thấy tình cảm giữa tôi và bạn trai có vấn đề. Điều ngăn cấm chúng tôi bên nhau là số nợ thôi, chứ không phải tình cảm của chúng tôi. Vậy tôi muốn hỏi, số nợ đó bao nhiêu? 5 triệu tệ. 5 triệu tệ sao? Người khi còn trẻ, lúc nào cũng bị tình yêu làm mù quáng. Để khi hai người ở bên nhau thật sự rồi, sự thật tàn nhẫn sẽ xuất hiện trước mặt hai người. Từ lúc đó cô sẽ cảm thấy rất mệt mỏi và cực khổ. Sau đó nghĩ chia tay sẽ vấn vương rất nhiều. Tôi cảm thấy đau dài chi bằng đau ngắn. Người nhà và bạn bè phản đối không phải là không có lý. Nhưng mà tôi yêu anh ấy. Nếu cô yêu anh ấy thì càng nên tiếp tục kiên trì. Ở trên thế giới này có 6 tỷ mấy nhân khẩu. Chính vì trên thế giới này có 6 tỷ mấy nhân khẩu, nam giới chiếm hết một nửa. Cô từ bỏ một người, vẫn còn có mấy tỷ cơ hội. Cô đâu cần phải cố giữ lại mối tình khiến mọi người và cô đều đau khổ chứ. Phải rồi, anh con có tới phòng tranh của con không? Hình như có tới một thời gian rồi. Con cũng nói anh con đi, khi nào rảnh về thăm ba mẹ. Thôi bỏ đi, ai hỏi nó chứ. Coi tiếp đi. Nè coi tiếp. Cô bỏ cuộc thật à? Những điều tốt đẹp trước đó có thể mỉm cười cho qua sao? Mục đích của tới chương trình này là gì? Chính là hy vọng bạn trai cô hội tâm chuyện ý. Bây giờ cô có gì muốn nói với anh ấy không? Hết rồi. Xem ra Tiểu Phương đã quyết định từ bỏ mối tình này. Vậy chúng ta cùng chúc phúc cho cô ấy có thể gặp được một người tốt hơn. Tại sao cô lại đổi ý định ban đầu của khách mời? Ai thay đổi? Đây có lẽ là suy nghĩ trong thâm tâm của cô ấy. Hơn nữa, nếu như chương trình từ đầu tới cuối cứ theo cách làm cũ thì không có gì đáng xem. Cô hoàn toàn không biết giữa Đồng Chí và Tiểu Phương trải qua những gì. Họ làm sao tới với nhau tới ngày hôm nay, chỉ dựa vào mấy câu của cô, tùy tiện kêu họ kết thúc mối tình. Cô làm vậy là vô trách nhiệm đó. Chị quen họ nữa sao? Vậy thì sao? Đây là quay chương trình, chị đừng có nghiêm túc như vậy được không? Chị biết tỷ lệ người xem tới đây là bao nhiêu không?
cao hơn nhiều so với chị dẫn chương trình một mình đó. Nếu không phải nhờ có tôi thì làm gì có thành tích này. Tỷ lệ xem cao có ích gì? Cô làm trái với mục đích chương trình.